Người ta bảo mua ghế đen nhìn cho đỡ bẩn. Ok người ta, màu đen nó đã như thế này rồi thì thôi, màu trắng chắc khỏi nói, không vệ sinh thường xuyên thì thôi, một nồi vi khuẩn, chưa kể nhìn còn ngứa mắt nữa. Và nếu anh chị em cũng bị khó chịu về điều đó thì sẽ muốn biết tới chiếc máy này. Đây là máy giặt cầm tay xài cho sofa, giường nệm của mã BI2305, một bản máy giặt cầm tay mini nhỏ gọn tới từ nhà U1 với một cái trọng lượng nhẹ, kích cỡ thì khiêm tốn. Có lẽ đây sẽ là một con máy giặt thẳng nhỏ gọn top đầu mà anh chị em có thể tìm thấy được. Với một cái sự thay đổi nhỏ ở đây, đó là gộp hai khay nước sạch bẩn vào làm một, và từ đó thì mình có thể thêm nước sạch và đổ nước bẩn cùng một lúc, rất là tiện. Đi kèm pack thì sẽ có một chai nước thơm của hãng, đổ vào sẽ tẩy vết bẩn tốt hơn là chỉ để nước lạ thông thường. Chưa kể nó còn thơm nữa. Đồ sáng màu trong nhà thì nhìn nó đẹp, mỗi tội nó bẩn cho thì thôi nhé. Bẩn thì rõ là nhanh, nhất là nhà có trẻ con. Nhưng mà bây giờ cứ bẩn thì chỉ cần có 3 bước: phun, trả, khuếch, vài đời cơ bản là ok luôn. Lực hút 12.000 Pascal hoạt động với cơ chế cấp nước, dùng đầu cọ vừa trả vừa xịt vừa hút, rất chủ động, không cần tốn kém chi phí thời gian hẹn gọi thợ đến để vệ sinh định kỳ, giờ cứ thích là lôi ra làm thôi. Ngoài ra đi kèm thì sẽ có thêm một cái đầu mềm có thể dùng được cho những cái mặt kính, mặt bàn. Với cái động cơ không chổi than, giảm rung và giảm ồn thì đây sẽ là tiếng của máy khi hoạt động. Đấy, từ bây giờ chả may thảm bẩn, nhỡ con nhỏ có làm ướt giường thì chủ động phun mốt được rồi nha. Nhỏ gọn để xếp, cất đi, phát sale trên kênh thì lúc nào cũng có. Anh chị em cần thì có thể check giỏ hàng ở phía bên dưới nhá. Anh Trường Công Nghệ, review không bị booking.